Kính chào quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, hiện Việt Nam có khoảng 750.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động, đóng góp 60% GDP. Trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, khối doanh nghiệp này có nhiều hạn chế như vị thế thanh khoản yếu, tiềm ẩn nguy cơ vỡ nợ cao. Tác động của đại dịch COVID-19 khiến các vấn đề thêm trầm trọng. Theo đó, trong 8 tháng qua, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là gần 34.300 doanh nghiệp, tăng 70,8% so với cùng kỳ năm trước. Song các chuyên gia lưu ý những kết quả thống kê hiện nay chưa phản ánh đầy đủ những tác động của đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế, đặc biệt là khó khăn của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vậy đâu là giải pháp để doanh nghiệp cầm cự được trong bối cảnh hiện nay? Tất cả những vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Trước đây, hãng tàu năm sao này luôn tấp nập du khách đặt tour đi tham quan Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh. Tuy nhiên, khi dịch COVID-19 một lần nữa ập đến, công việc của các nhân viên chỉ là lau dọn bàn ghế, sắp xếp và bảo dưỡng lại con tàu. Khi mà dịch COVID ập đến lần thứ hai đấy, thì mọi thứ là xáo trộn và cuộc sống của nhân viên cũng như công việc, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Ví dụ như là tàu bè thì không chạy, đỗ. Và nhân viên các thứ thì đời sống nhân viên thì gặp nhiều khó khăn. Ý là các doanh nghiệp khác ấy cũng giống như doanh nghiệp mình, và tất cả các lượng khách đều giảm, và tất cả các tàu đa số cũng đều đỗ và đều gặp khó khăn như doanh nghiệp mình. Cùng chung cảnh ngộ không có du khách, từ quán xá vỉa hè cho đến nhà hàng, khách sạn tại Hạ Long, Quảng Ninh gần như vắng lặng. Dịch COVID xảy ra thì là gần như 100% các hoạt động tạm dừng. Thế đâm ra là những người dân mà sinh sống tại đây như chúng mình, như là buôn bán hoặc là làm thêm các nghề, làm thêm trên tàu ấy, thì gần như là không có việc và đa phần là phải ở nhà. Theo Cảng vụ Đường thủy Nội địa tỉnh Quảng Ninh, sau khi xuất hiện bệnh nhân mắc COVID-19 trong cộng đồng ở Đà Nẵng hôm 25 tháng 7, lượng khách đến Vịnh Hạ Long mỗi ngày chỉ từ 100 cho đến 200 người. Có ngày chỉ có khoảng 10 tàu du lịch xuất bến ở cảng tàu du lịch Tuần Châu, đưa khoảng vài trăm du khách thăm Vịnh Hạ Long. Với hơn 500 tàu du lịch, bao gồm cả tàu theo giờ và tàu lưu trú đêm, đang hoạt động trên vịnh, tính ra hơn 2 cho đến 4 tàu phục vụ một khách. Trong khi đó, khi dịch chưa bùng phát trở lại, mỗi ngày thường Vịnh Hạ Long đón trên 10.000 lượt khách, ngày cuối tuần đón từ 20 cho đến 30.000 lượt, tức là còn cao hơn cả thời điểm xuất hiện dịch COVID-19 lần trước. Khi trước khi dịch COVID ấy, thì lượng khách rất đông, một ngày có thể đón 4-50 khách và lượng khách kín tải cả tháng luôn. Tàu em số lượng khách đông, còn khi sau dịch COVID thì số lượng khách sụt giảm rất nhiều. Một tháng chạy nát đác thì được tầm 10 chuyến mà lượng khách sụt giảm, chỉ còn được 12-15 khách trên một chuyến. Cả cái đội tàu du lịch hiện tại là giờ số lượng khách sụt giảm rất nhiều và rất nhiều các đội tàu ngừng hoạt động và xin phép được ngừng hoạt động vì số lượng khách hầu như là không có. Thì cái khu vực này thì là tàu thuyền là san sát này, dân người ta sẽ là đi du lịch hay là các khách du lịch ở đây, như bên này là bến phà đi Cát Bà thì là một ngày sẽ chạy ra rất là nhiều chuyến nhưng mà bây giờ cũng tạm dừng, hoặc là như là máy bay thì phi cơ này cũng thế và bây giờ cũng là tạm dừng luôn. Trước đây thì cũng rất là đông, còn bây giờ thì gần như là không có. Trước đó, tại kỳ họp tháng 5, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh quyết định phê chuẩn triển khai gói kích cầu du lịch trị giá khoảng 200 tỷ đồng, thông qua việc miễn giảm giá vé tham quan Vịnh Hạ Long. Thế nhưng, trước bối cảnh của dịch bệnh phức tạp như hiện nay, gói kích cầu trên đã bị vô hiệu hóa. Tình cảnh ngày càng bi đát hơn khi hơn 100 chủ tàu đồng loạt viết đơn xin dừng hoạt động vì kinh doanh ế ẩm. Thưa quý vị, cửa đóng, then cài. Nếu như trong những ngày bình thường, khi mà chưa có đại dịch Covid thì con tàu này đón khoảng từ 40 đến 50 hành khách một ngày. Khi mà đại dịch Covid-19 ập đến thì tình trạng thật đáng buồn đang xảy ra, đó là không có một du khách nào. Năm 2020, ngành du lịch Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 15,5 triệu lượt khách, trong đó có 6,5 triệu lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 34.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, trước tình hình dịch Covid-19 tái bùng phát và đang diễn biến ngày càng phức tạp, các mục tiêu trên của du lịch Quảng Ninh đã hoàn toàn bị phá sản. Làn sóng COVID-19 quay trở lại khiến hầu hết các ngành sản xuất đều khó khăn, nhiều doanh nghiệp hoạt động cầm chừng.
Theo kết quả khảo sát nhanh của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân Ban 4 thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Chính phủ, nếu dịch bệnh COVID-19 kéo dài thì số doanh nghiệp có nguy cơ phá sản do doanh thu không thể bù đắp chi phí hoạt động sẽ rất lớn. Phóng sự sau sẽ phân tích rõ hơn về vấn đề này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Theo báo cáo của CBRE Việt Nam mới công bố về ngành du lịch vừa qua cho thấy, sau nhiều năm liên tục đạt tốc độ tăng trưởng du lịch ấn tượng, Việt Nam lần đầu tiên ghi nhận sự sụt giảm về lượng khách du lịch quốc tế và nội địa trong 6 tháng đầu năm 2020, với mức giảm lần lượt là 56% và 50% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, việc tạm dừng các chuyến bay quốc tế kể từ cuối tháng 3 đã khiến lượng khách quốc tế đến Việt Nam giảm mạnh gần 99% chỉ trong quý 2 năm 2020. Dịch bệnh bùng phát khiến nhiều kế hoạch du lịch bị trì hoãn và ngành kinh doanh khách sạn cũng gặp nhiều khó khăn hơn. Doanh thu trên mỗi phòng trong nửa đầu năm 2020 tại thị trường Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh lần lượt giảm khoảng 56% và 64% so với cùng kỳ năm 2019. Chúng tôi cũng cố gắng bươn chải để có được những cái công việc cho cán bộ, anh em nhân viên của công ty. Thì mặc dù là cái doanh thu thì nó cũng không thể bù đắp, nhưng chúng tôi cũng cố gắng hàng ngày. Thì chúng tôi cũng vừa hoạt động được một tháng rưỡi, cho đến nay thì dịch bệnh lại tiếp tục bùng phát. Đến bây giờ thì chúng tôi cũng đúng thật là chưa biết xoay sở như thế nào. Báo cáo khảo sát. Dịch tái diễn, tái cái lần thứ hai, bùng phát lần thứ hai thì đa phần là các cái lưu lượng, các chuyến bay lại dừng, không bay Đà Nẵng nữa. Thế mới chúng tôi chỉ mới phục hồi được 30% đến 40% là nhiều. Đấy. Thế nhưng cho đến cái quả này nữa, đấy, lần này lại bị tái diễn nữa thì e rằng doanh nghiệp sẽ rất khó chịu, khó trụ nổi khi mà phải cùng một lúc nộp ba thứ. Vừa phải nộp bảo hiểm xã hội, vừa phải nộp cái thuế, vừa phải nộp gốc lãi ngân hàng. Cả ba cái chúng tôi cùng vào một thời điểm, tôi cho rằng là doanh nghiệp sẽ không chịu được. Những khó khăn lớn nhất mà doanh nghiệp gặp phải là không có khách hàng, đơn hàng, hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Trong khi đó, phải chịu áp lực để đảm bảo tiền lương, trả bảo hiểm xã hội và các chi phí khác cho người lao động, trả tiền vay ngân hàng lãi và nợ gốc, các chi phí đầu vào như điện, nước, nguyên liệu, thuê kho, nhà xưởng. Đặc biệt, một số hiệp hội cho hay, tiền thuê đất phải trả năm 2020 tăng đột biến bởi một số điều chỉnh của chính sách, cách thức tính giá thuê đất, nên những doanh nghiệp sử dụng quỹ đất lớn phải nộp tiền thuê tăng từ vài chục phần trăm cho tới mấy trăm phần trăm so với năm 2019 trở về trước. Ví dụ như điện, nước, ngân hàng, hoặc là tôi nói ví dụ chẳng hạn ngay cái chính sách về vấn đề giá tiền thuê đất. Năm nay thông báo là tăng 20%. Thế nhưng tất cả mọi cái, vấn đề cạnh tranh quốc gia chúng ta nói là như thế, không giảm thu, nhưng mà thực tế như ở Hưng Yên chúng tôi thì vẫn thông báo tăng, tức là tiền thuê đất năm nay tăng 20%. Tác động của dịch COVID-19 trên diện rộng khiến thị trường khủng hoảng, nhiều doanh nghiệp phá sản, chuỗi cung ứng bị đứt gãy nên doanh nghiệp không có khả năng thanh toán hoặc chậm trễ thanh toán. Điều này ảnh hưởng tới dòng tiền vào của doanh nghiệp sản xuất, cung ứng và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. Nếu mà khách hàng cũng là các cái doanh nghiệp mà họ lại không thể duy trì được, họ bị giải thể thì đấy nó cũng làm giảm cái số lượng khách hàng đi. Hay là khách hàng người ta cũng e ngại, người ta cũng ngại về vấn đề đầu tư. Cho nên là người ta cũng cân nhắc về vấn đề về đầu tư ngân sách. Thì những cái đấy nó đều có những tác động bất cứ và thực sự là trong cái dịch COVID này thì cái tác động này nó rất là lớn và nó không chỉ ngay tại hiện nay mà nó còn kéo dài và chưa biết đến khi nào kết thúc.
sách tài khoá đến tài chính dù rất kịp thời, đúng đắn về chủ trương nhưng lại chậm đến tay doanh nghiệp trên thực tế, ghi nhận của phóng viên VITV. Trước những khó khăn trong khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang trông chờ vào gói hỗ trợ 16.000 tỷ đồng cho vay không lãi suất để trả lương cho người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, theo quyết định 15 của chính phủ. Tuy nhiên, để tiếp cận được nguồn vốn vay này không hề dễ dàng, thậm chí là bất khả thi. Tôi đã tìm hiểu và tìm hiểu rất là kỹ, nhưng mà tôi nghĩ doanh nghiệp tôi mà được khoản đó thì chắc chắn không thể được. Vì nó nhiều cái chính sách và nhiều cái khoản đòi hỏi rất là phức tạp. Ví dụ, anh phải nghỉ 100%, ví dụ như khách sạn của chúng tôi là phải nghỉ, hoặc là bên Vĩnh Thành cái bakery chúng tôi nghỉ, nhưng mà nhân viên văn phòng chúng tôi vẫn phải làm. Do đó thì chúng tôi không đạt được những cái tiêu chí mà của ngân hàng nhà nước đưa ra. Trên thực tế, điều kiện hiện nay để doanh nghiệp vay được gói 16.000 tỷ đồng với lãi suất 0% để trả lương cho người lao động theo quy định bao gồm có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên, đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động từ ngày 1 tháng 4 cho đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020. Song, do thời gian giãn cách ngắn, chính phủ kiểm soát dịch bệnh tốt, nhiều doanh nghiệp chỉ thực hiện cắt giảm giờ làm hoặc làm luân phiên chứ không cho người lao động ngừng việc hoàn toàn. Do đó, quy định nói trên phần lớn không có doanh nghiệp nào đáp ứng được. Tới là cái gói 18.000 tỷ là cho vay các doanh nghiệp với lãi suất bằng không để các doanh nghiệp có tiền trả lương cho người lao động để duy trì người lao động, thì tôi không biết là bao nhiêu doanh nghiệp đã được hưởng cái gói đó và cho đến giờ này vẫn kêu gào, các doanh nghiệp kêu gào là chúng tôi không tiếp cận được cái gói đó. Tương tự với gói hỗ trợ an sinh lên tới 62.000 tỷ đồng, trong đó tập trung vào nhóm lao động tự do, lao động bị dừng hợp đồng và doanh nghiệp khó khăn về tài chính. Nhưng đến nay, doanh nghiệp vẫn chưa thể tiếp cận. Lý giải về thực trạng này, nhiều doanh nghiệp cho biết các quy định về điều kiện được hưởng quá khắt khe. Cụ thể, việc yêu cầu doanh nghiệp chứng minh đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho người lao động ngừng việc hoặc không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thì mới được vay vốn ưu đãi là không khả thi. Thứ nhất ấy, là những cái điều kiện đưa ra nó quá phức tạp, khó khăn nên nhà ta cũng không muốn tham gia. Đấy, cái đó là cái mà tôi thấy là ban doanh nghiệp tôi thực ra mà nói là cái gói hỗ trợ lần đầu của tôi cũng hiện tại đến thời điểm này thì cũng chưa được hỗ trợ một đồng nào cái gì. Các biện pháp cho phép miễn, giảm thuế, phí, lệ phí tương đương với khoảng 69,3 nghìn tỷ đồng và gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất tương đương với khoảng 180.000 tỷ đồng trong 5 tháng. Song, tổng số tiền đã thực hiện tính đến tháng 8 năm 2020 khoảng 66.400 tỷ đồng, chiếm khoảng 36% quy mô gói hỗ trợ. Nguyên nhân tiếp cận hỗ trợ còn chậm là do các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, không có doanh thu, hoạt động cầm chừng. Một số doanh nghiệp đã nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 ngay trong quý 1 năm 2020. Một số doanh nghiệp đã trả tiền thuế đất từ đầu năm nên số tiền còn phải nộp không nhiều hoặc không có nhu cầu giãn, hoãn và tâm lý e ngại thủ tục rườm rà. Gói đó tốt, thế nhưng mà chỉ cho các doanh nghiệp nào mà đang có lãi thôi, chứ còn các doanh nghiệp nào họ lỗ thì bây giờ có giảm thuế, miễn thuế bao nhiêu chăng nữa cũng chẳng có nghĩa lý gì. Rồi cái gói tới là cái gói 62.000 tỷ để mà giúp cho người lao động mất việc. Các chuyên gia nhấn mạnh, việc đưa ra tiêu chí chưa sát với thực tế, rồi lại phải mất thời gian đi điều chỉnh, rõ ràng đã làm giảm ý nghĩa cấp bách ban đầu của gói hỗ trợ. Do khó khăn của dịch bệnh vượt khỏi dự đoán ban đầu hay do xa rời, chưa thực sự hiểu doanh nghiệp. Đây là câu hỏi cần được nghiêm túc nhìn nhận lại. Hơn nữa, thực tế này cũng cho thấy, khi mà những gói hỗ trợ cũ còn chưa hiệu quả, thì việc đưa ra những gói hỗ trợ mới liệu có thực sự đem lại nhiều ý nghĩa? Tại Việt Nam, tình hình dịch COVID-19 đã tạm lắng. Tuy nhiên, những tác động tiêu cực từ đại dịch song ảnh hưởng tới doanh nghiệp ngày càng nặng nề. Vì vậy, việc triển khai hiệu quả các gói cần phải được đẩy nhanh. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Minh Cường, chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Trước hết xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình VITV. Thưa ông, trong bối cảnh Covid thì chính phủ Việt Nam đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Ông đánh giá như thế nào về những gói chính sách này ạ? Chính phủ Việt Nam đã đưa ra những cái gói hỗ trợ doanh nghiệp rất là kịp thời.
tức là ngay trong tháng 4 là một loạt những cái gói hỗ trợ về tín dụng, về tài khoá đã được đưa ra. Ví dụ như là gói giãn giảm thuế 180.000 tỷ đồng, rồi thì gói hỗ trợ an sinh, trong đó có cả hỗ trợ doanh nghiệp là 62.000 tỷ đồng, rồi thì cả cái gói tín dụng trước đó là khoảng 300.000 tỷ đồng nhưng mà sau đó có tăng lên. Thì tất cả những gói hỗ trợ này về mặt thời điểm là được đưa ra kịp thời, nhanh chóng. Về mặt thực hiện thì là cũng là vấn đề cần phải cân nhắc thêm, bởi vì là cái mức độ, ví dụ như là cái mức độ giải ngân của cái gói an ninh xã hội thì chậm, tương đối chậm. Cái gọi là cái sự hấp dẫn cũng như là cái độ của cái gói mà giãn thuế giảm thuế 580.000 tỷ thì là cũng ở mức độ hạn chế. Số lượng các doanh nghiệp hiện giờ đang thực tế là có đăng ký tham gia cái gói này cũng chưa được là như kỳ vọng, cho nên là cái việc thực hiện ở đây có lẽ cũng là cái vấn đề mà cần phải xem xét thêm. Thưa ông, hiện chính phủ Việt Nam đang tập trung nghiên cứu cái gói hỗ trợ doanh nghiệp lần 2. Vậy theo ông, gói hỗ trợ này thì cần phải tập trung vào cái điều gì ạ? Trước hết là vấn đề thực hiện vẫn là vấn đề gọi là ưu tiên hàng đầu, bởi vì là bản thân cái gói 1 nếu mà đã thực hiện tốt thì đã có cái tác dụng ngay rồi. Và cái vấn đề thứ hai nữa là các đối tượng thì tất nhiên là vẫn phải ưu tiên cho những doanh nghiệp mà bị tác động mạnh nhất. Ví dụ như là mặc dù là tất cả các doanh nghiệp bị tác động nhưng mà tùy lĩnh vực, ví dụ như lĩnh vực du lịch, lĩnh vực dịch vụ ăn uống lưu trú thì nó bị tác động mạnh hơn, vận tải, giao thông vận tải chẳng hạn, thì đây là những lĩnh vực mà bị tác động mạnh nhất. Thì đây là cái vấn đề thứ hai có lẽ cần lưu ý, tức là có thể cần có những cái ưu tiên nhất định đối với những cái lĩnh vực mà doanh nghiệp bị tác động mạnh nhất. Và vấn đề thứ ba nữa là bên cạnh cái gói hỗ trợ đó thì là ngoài hỗ trợ doanh nghiệp, tất nhiên là cũng có hỗ trợ cả những người lao động, bởi vì là bản thân những người lao động là cũng là những người mà hiện giờ là đang chịu những cái tác động rất mạnh. Và cuối cùng tức là bên cạnh những cái gói hỗ trợ về tín dụng thì là những cái hỗ trợ có thể tác động ngay trực tiếp, ví dụ như là về bảo hiểm. Đấy, những cái bảo hiểm thì là trong khi những cái gói giãn thuế, thậm chí là cắt thuế, giảm thuế thì nó liên quan đến vấn đề thu nhập, cái sức khỏe thu nhập của doanh nghiệp. Khi người ta đã không có thu nhập thì người ta có giãn thuế, có giảm thuế cũng có lẽ cũng ít tác dụng. Nhưng mà cái có thể tác dụng ngay là ví dụ như chính sách bảo hiểm. Nên cái bảo hiểm có thể là khi mà doanh nghiệp được gọi là giãn ra cái thời hạn đóng bảo hiểm thì nó đã tác động rất mạnh. Ông có thể chia sẻ những cái gói hỗ trợ của các nước trên thế giới để Việt Nam có thể học tập trong cái gói hỗ trợ lần thứ hai ạ? Cho đến bây giờ thì là nếu mà nhìn vào cái mức độ hỗ trợ của Việt Nam thì là tổng, tức là cái gói hỗ trợ thứ nhất vào khoảng gần 4% GDP. So với các nước trong khu vực thì là chúng ta có thể, Việt Nam có thể là ở mức ví dụ như là Philippines cũng khoảng 4% GDP, Singapore khoảng 20% GDP và Indonesia thì khoảng 10% GDP và Thái Lan khoảng 7% GDP. Thì nếu chúng ta so sánh như thế thì chúng ta có một cái nhìn ở cái mức độ của hỗ trợ. Thế nhưng mà Việt Nam ấy, thì là bên cạnh cái gói hỗ trợ trợ tài khoá khoảng gần 4% GDP thì cái đầu tư công nó cũng, tức là khoảng 10% GDP, nó cũng là một số hỗ trợ rất lớn. Chúng ta cộng cả hai cái gói hỗ trợ, tức là không phải gói hỗ trợ nhưng mà cộng với 10% của giải ngân đầu tư công cộng với lại cái 4% kia thì là cái toàn bộ cái gọi là hỗ trợ của chính phủ là nó lên khoảng gần 14% của GDP. Bởi vì bản thân khi mà giải ngân đầu tư công thì cũng là tạo điều kiện cho tạo ra công ăn việc làm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Thì có lẽ là thực ra lại quay lại cái nó gọi là vấn đề cơ bản nhất ở đây thì là biện pháp y tế nó vẫn có cái tác động kinh tế rất là mạnh. Tức là chúng ta có thể thấy là cái sự cầm cự được của tức là cái ngăn chặn được dịch bệnh về mặt y tế, không có sự lây lan trong cộng đồng từ quý 1, quý 2 nó tạo ra sự gần như là sự bùng nổ của cái thị trường nội địa. Có thể gọi là gần như là sự bùng nổ quay trở lại, nhưng mà ngay lập tức nó bị chặn đứng lại là tháng 7. Và đến bây giờ bắt đầu có sự khôi phục lại, cho nên là có lẽ là cái mà giải đáp dài hạn để hỗ trợ thực ra vẫn là biện pháp y tế. Tức là nếu như mà không có cái lây lan trong cộng đồng thì cái sự cầm cự nó vẫn sẽ tiếp tục tồn tại. Tức là hai giải pháp bên cạnh những cái hỗ trợ về mặt tài khoá, bên cạnh những cái về tăng cường mặt thực hiện rồi tăng cường cái sàng lọc ưu tiên, nhưng mà chắc chắn là nguồn lực sẽ có hạn,
không thể nào mà có thể kéo dài được. Thì là quay lại vấn đề cơ bản nhất là vẫn là vấn đề y tế, tức là thì nếu mà dịch bệnh cộng đồng, nếu mà cái lây lan cộng đồng nó được ngăn chặn thì là nó sẽ tạo ra một cái điều kiện để cho doanh nghiệp cũng như là cá nhân có thể cầm cự được qua dịch bệnh. Một lần nữa xin cảm ơn ông ạ. Đến đây thì chương trình Tiêu điểm Kinh tế của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.